Chào mừng các bạn đã quay trở lại Phương Thành Review những tựa game độc quyền trên PlayStation, lúc nào cũng khiến các game thủ PC thèm muốn, tiêu biểu như God of War, The Last of Us, Spider-Man. Tuy nhiên, Sony đã mở rộng lòng mình hơn. Những tựa game độc quyền đã và đang được cập nhật hàng năm trên PC trong năm nay, đó chính là Spider-Man Miles Morales. Bạn có hình như thế nào để có thể chiến vượt tựa game này, để có thể giúp bạn hóa thân thành siêu hùng được yêu thích nhất trên thế giới? Hãy cùng mình khám phá ngay trong video này nhé. Trước khi bước vào chi tiết bộ máy, mình build cho các bạn hãy xem Sony đưa ra cấu hình nào để chơi được tựa game này nhé. Intel Core 3 4160 và card đồ họa Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 470. Đó là cấu hình bắt buộc để bạn có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình trong Spider-Man Miles Morales. Tuy nhiên, để tránh những pha đu dây đập mặt vào tường, thì Intel Core 5 4670 hoặc AMD Ryzen 5 1600 cùng card đồ họa Nvidia GTX 10606G hoặc AMD RX 580 8G sẽ là cấu hình bắt buộc để bạn có thể chơi mượt mà tựa game này. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, hôm nay mình sẽ lên cho các bạn một thùng PC trị giá 15 triệu đồng với cấu hình CPU i3-12100F, cặp RAM 16GB và card RTX 2060 giúp các bạn chơi tựa game này một cách mượt mà và tối ưu về giá tiền nhất. Mình đã vào tựa game Spider-Man Miles Morales rồi nha anh em ơi. FPS khi mình chơi game dao động từ 70 đến 80 khung hình trên giây nha anh em ơi. Nhiệt độ CPU thì tầm 50 độ C, GPU thì tầm cỡ 68 đến 70 độ C nha anh em ơi. GPU và CPU lag rất là ổn định nha. Đang chơi cực kỳ mượt mà luôn. Bây giờ sẽ vào test game thực tế nha. Marvel Spider-Man Miles Morales là một hành trình chuyển tiếp di sản của người tiền nhiệm một cách tinh tế, trong khi tạo nên một bản sắc độc đáo cho nhân vật chính. Insomniac Game một lần nữa mang đến một trải nghiệm thế giới mở xuất sắc, nắm bắt bản chất riêng của việc trở thành một siêu anh hùng. Đặt trong bối cảnh tươi sáng của một New York phủ đầy tuyết, trò chơi tài tình cân bằng giữa những khó khăn cá nhân của nhân vật chính và vai trò nặng nề của một siêu anh hùng. Sự khéo léo trong việc xây dựng cốt truyện là điều đáng khen ngợi. Câu chuyện không chỉ khám phá những thách thức của một Spider-Man trẻ bước vào ánh hào quang, mà còn đào sâu vào sự phức tạp của danh tính đa văn hóa của Miles. Sự sâu sắc và chân thật của nhân vật khiến người chơi thật sự đắm chìm vào game, mối quan hệ của Miles với gia đình và bạn bè, đặc biệt là những tương tác của họ đối với nhân vật chính. Về mặt gameplay, Miles Morales giới thiệu cơ chế chiến đấu và sức mạnh mới thú vị, phản ánh những khả năng đặc biệt của Miles, cơ chế điều chỉnh điện sinh học và biến dạng vô hình mang đến sự mới mẻ cho cuộc chiến, khuyến khích người chơi thử nghiệm các chiến thuật khác nhau. Sự chuyển đổi mượt mà giữa việc đu dây và trình tự chiến đấu kịch tính là một minh chứng cho các kỹ năng đa dạng của trò chơi. Độ chi tiết được thể hiện ở mọi góc của thành phố, dù là những con đường phủ đầy tuyết được thiết kế cẩn thận hay những khu phố đa dạng có cảm giác sống động với một không khí riêng, thế giới trong game luôn tràn đầy sự sôi động. New York City hiện lên như một nhân vật riêng biệt thay vì là một phong nền ảm đạm. Vậy là chúng mình đã test xong cho các bạn bộ PC chỉ với giá 15 triệu đồng chiến vượt từ game Marvel Spider-Man Miles Morales. Nếu thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.